và cô, mông lung như một trò đùa. Định mệnh. Sau cái ngày cả bốn con người lần đầu tiên chạm mặt ấy, cô và hắn cũng đã thuộc về nhau. Nhưng anh đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Anh đã thật sự rời xa cô. Đêm nay cô đã mất anh mãi mãi. Còn hắn, hắn rất biết chớp lấy thời cơ. Lúc cô đang đau khổ nhất, dù lúc ấy hắn đã cho cô hẳn một bờ vai. Hắn ở cạnh cô, nhìn cô khóc, nhìn cô đau khổ. Và rồi nhờ đó mà hắn đã có được cô. Cô luôn tự nhủ lòng mình phải thật mạnh mẽ, không thể yếu đuối, không được khóc lóc, vì chính cô mới là người rời xa anh. Chính cô đã chạy trốn khỏi anh, và chính cô đã tự mình bước chân ra khỏi cuộc đời của anh. Nhưng đêm nay cô đã hoàn toàn gục ngã sau những ngày tháng vờ như mạnh mẽ ấy. Và rồi cô cũng đã rơi vào cái bẫy tình của chính cô. Cô đã tựa vào hắn ngay lúc này. Hóa ra chỉ có hắn ở bên cạnh cô ư? Đúng thế, chỉ có hắn mà thôi. Rồi ngày mai cô sẽ ra sao? Cô sẽ đối diện với hắn, với đồng nghiệp và cả anh của sau này nữa. Dường như những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Lúc nào cô cũng nghĩ, cô không thể ngừng nghĩ về hắn, về anh và về Hân. Tại sao ư? Phải chăng đó là định mệnh? Dù cô phải rời xa khỏi nơi có anh, nhưng rồi định mệnh lại mang anh đến. Nhưng không phải đến bên cô, mà định mệnh mang anh đến để nói với cô rằng anh đang hạnh phúc, nên cô không cần phải chạy trốn nữa. Mà người đem lại hạnh phúc cho anh lại không phải là cô. Giờ thì cô mới chính là người cần tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ngày xưa anh và cô yêu nhau, quen nhau như thế nào? Bây giờ tất cả hình ảnh ấy cứ hiện ra ngay trước mắt cô, cứ như vừa mới hôm qua. Ngày ấy, anh và cô biết nhau thông qua một câu lạc bộ kỹ năng trẻ của trường. Cô mới biết anh đang học ngành luật thương mại quốc tế và cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ. Lần đầu gặp anh, cô ấn tượng với nụ cười tươi và ánh mắt hiền hậu. Và hơn hết, đó chính là giọng nói ấm áp, đậm chất Hà Nội của anh. Mãi đến khi yêu anh, cô mới biết được ngày ấy sao anh lại chọn Sài Gòn mà không phải là Hà Nội. Anh bảo, Sài Gòn nó năng động, nhộn nhịp và anh muốn tuổi trẻ của mình được trải nghiệm ở thành phố này. Thành phố lần đầu tiên anh đặt chân đến, lần đầu tiên anh muốn rời xa Hà Nội, rời xa vòng tay gia đình. Đó là những tháng ngày cùng nhau học tập, cùng nhau sinh hoạt, rồi cùng nhau trò chuyện. Tuy không học chung ngành, nhưng anh đã cho cô rất nhiều thứ giúp ích cho môn học, như cách anh có thể nhớ được cả tá các nghị định, thông tư, điều khoản. Giờ học cũng hiếm khi trùng nhau, hàng tuần chỉ có mỗi chiều thứ năm. Hầu hết mọi thành viên trong câu lạc bộ đều rảnh, nên đó được xem là ngày sinh hoạt của câu lạc bộ. Mọi người sẽ cùng nhau bàn về kế hoạch, lên chương trình, tổ chức các hoạt động nhằm khai phá được hết kỹ năng mà sinh viên hiện nay cần có. Nhớ những lần sinh hoạt, những chương trình cô tham gia cùng anh, mà cô có được kha khá vốn sống cho riêng mình. Cô tự tin đứng trước đám đông, cô tự tin thuyết trình. Đặc biệt hơn là cô tự tin khẳng định mình, khẳng định năng lực mà cô có thông qua nguồn kiến thức mà cô đã được học. Những ngày anh đợi cô tan học, dẫn cô đi ăn, dẫn cô đi dạo xung quanh khuôn viên trường, trường nơi cô và anh học, cũng được mệnh danh là ngôi trường có diện tích và khuôn viên đẹp nhất nhì thành phố. Ở đây thường được các đoàn làm phim ghé đến ghi hình, quay phim, chụp hình. Mọi ngóc ngách của trường, mọi ghế đá, mọi nơi, mọi thứ dường như quá quen thuộc với anh và cô. Chẳng phải ngày ấy anh và cô luôn cùng nhau nắm tay đi dạo khắp nơi sao? Anh, con người anh ấm áp từ giọng nói, từ hơi thở, đến cách mà anh quan tâm cô. Cái bản tính của cô, chắc chỉ có mỗi anh mới có thể chịu đựng được, mà đôi khi là khống chế được nó. Bản chất cô ngang bướng, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Chẳng hạn như chuyện ăn uống, mỗi khi đi sinh hoạt nhóm, cô chỉ lo cho mọi người, còn cô thì chẳng ăn gì hết. Trong khi cô lại bị đau dạ dày mà lại chẳng lo cho mình. Những lần như thế, anh lại đến, lúc thì ân cần nhỏ nhẹ đưa đồ ăn cho cô ăn, lúc thì anh nổi cáu bắt cô phải ăn chứ không còn điềm đạm nữa. Những lúc như thế, cô thấy thương anh vô cùng. Anh quan tâm cô dù là những điều nhỏ nhất.
nhưng cô luôn làm cho anh lo lắng. Cô chỉ mỉm cười, cười thật tươi rồi mè nheo anh, để anh khỏi giận, để anh khỏi lo lắng cho cô. Chỉ có anh mới hiểu được cô, chỉ có anh mới có thể làm cô thay đổi. Có lần câu lạc bộ tổ chức chuyến dã ngoại ở Vũng Tàu tập huấn kỹ năng, đó cũng là nhiệm kỳ cuối anh đảm nhận chức chủ nhiệm. Anh muốn nhường lại cho những bạn trẻ hơn, để các bạn thỏa thích thể hiện, thỏa sức khám phá bản thân. Lần ấy hoạt động cũng nhiều, cô chỉ có uống nước mà chẳng chịu ăn uống gì hết. Để rồi khi cái dạ dày nó hành, cô vẫn cố gắng chịu đựng, cố gắng chống chọi với nó mà không cho anh biết. Lần ấy không phải anh không quan tâm cô, mà anh cũng chẳng có thời gian quan tâm tới anh nữa. Anh nằm trong ban tổ chức nên bận rộn là thế cơ mà, nên cô đâu dám trách anh. Có trách là trách cô không tự lo cho bản thân mình được. Lần ấy cô bị lả đi vì đói, ngất ngay giữa hội trường. Ai cũng hoang mang, ai cũng lo lắng. Anh chạy đến ôm lấy cô, đưa cô đi cấp cứu. Lúc ấy cô chẳng còn sức lực nào nữa, nhưng đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo. Cô dùng trái tim để cảm nhận thấy trái tim anh mà thôi. Thời gian cô nằm viện, anh là người duy nhất chăm sóc cô ở cái thành phố đông đúc này. Nhờ có anh mà cô không còn thấy tủi thân, không còn thấy cô đơn khi không có gia đình bên cạnh. Quãng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô, vì cô biết anh đã yêu cô đến nhường nào. Cô biết được tình yêu của anh dành cho rất chân thành và rất đổi mộc mạc. Cô biết rằng anh, chính anh mới là người con trai mà cô đã tìm thấy. Chính anh mới là người có thể yêu cô, làm cô hạnh phúc. Và hơn hết, chính anh mới là người đã làm cô thay đổi, và cô cũng đã sẵn sàng thay đổi vì anh. Vậy mà giờ đây, sau 3 năm ngồi ở giảng đường đại học và 2 năm miệt mài với cuộc sống, với công việc, thì cô và anh chỉ có thể bên nhau được 5 năm, chứ không phải là 50 năm. Chuyện công sở vẫn như mọi ngày, tới công ty gặp ai cô cũng nở một nụ cười và chào hỏi thật nhiệt tình, vẫn nói chuyện vui vẻ như đêm qua chưa từng xảy ra. Cô đã phải dùng đến bộ trang điểm mới có thể che đi đôi mắt thâm quầng và sưng húp vì những dòng lệ đã rơi. Gặp Hân, cô đồng nghiệp, người yêu mới của người yêu cũ, cô vẫn vờ như mình thật mạnh mẽ. Mà cũng bởi vì cái vỏ bọc cô đã tạo ra luôn như thế, một cô gái mạnh mẽ. Còn Hân, Hân gặp cô vẫn vẻ mặt như ngày nào. Nhưng hôm nay thì Hân đã biết, cô chính là người yêu cũ. Liệu chăng Hân có còn ghen tị với quá khứ của cô và anh? Hân, cô ấy vẫn tỏ ra rất đổi bình thường. Hay Hân cũng đang cố gắng giấu đi những dòng suy nghĩ của mình. Ngồi vào bàn làm việc, cả cô và Hân đều nhìn vào màn hình vi tính. Chắc hẳn ai cũng đang có tâm trạng riêng cho mình, ai cũng có những suy nghĩ, ai cũng có những cảm nhận khác về nhau rồi. Cô biết cô không nên làm thế. Cô cần kéo lại bầu không khí này, để nó không có một khoảng lặng. Hân này, hôm qua cô thấy cậu bạn tôi thế nào? Hắn đẹp trai đó chứ? Hân mỉm cười. Nhưng mà cô quen hắn lâu chưa? Ừ, hắn đẹp giống Hàn Quốc cô nhỉ. Tôi quen hắn khi tôi về nơi này. Thế hắn đang theo đuổi cô à? Hân nháy mắt thể hiện điệu bộ hào hứng. Tôi cũng không biết nữa, nhưng hắn đã có người yêu rồi. Là sao? Hân tỏ ra rất ngạc nhiên. Nhưng mà hôm qua tôi thấy... Ừ, người yêu hắn đang ở xa. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục câu chuyện. Cô im lặng, Hân cũng im lặng. Im lặng vì những gì khó hiểu trong cái câu trả lời và trong mối quan hệ mông lung ấy. Thường ngày đến giờ đi ăn trưa, cả cô và Hân đều tí ta tí tửng, nhí nhảnh, trêu đùa nhau khắp phòng, rồi mới xuống căng tin ăn cơm. Vừa đi vừa đoán xem liệu hôm nay căng tin sẽ có món gì, món cô thích hay lại là những món quen thuộc. Vậy mà hôm nay cả hai đều im lặng, đi bên nhau chẳng nói với nhau câu nào. Hắn đi làm về vẫn như thường ngày, không đi ăn cùng đồng nghiệp thì cô sẽ dạo một vòng quanh biển, lang thang, rồi tìm một vị trí quen thuộc để ngồi nghe tiếng sóng vỗ. Chỉ có thế mới bình yên. Với cô chỉ cần nhìn biển, nhìn ra ngoài khơi xa thì mọi thứ sẽ ổn. Nỗi buồn cứ thế trôi theo những dòng nước, sóng cuốn nó đi ra tận nơi xa xôi.
cô đang chìm đắm với mây trời, với biển cả, thì có tin nhắn điện thoại. Cô không chủ động liên lạc với hắn, và vẫn luôn như thế. Chỉ có hắn mới là người chủ động liên lạc với cô. Anh nhớ em. Cô mở dòng tin nhắn và không thể tin vào mắt mình. Cô thầm nghĩ, có khi nào hắn đang nhắn tin cho người yêu hắn không? Hắn nhớ cô ư? Không đời nào lại có chuyện bi hài đấy xảy ra được. Cô mỉm cười, rồi bỏ điện thoại lại vào túi, cũng không trả lời. Cô vẫn đang mải mê nhìn khung cảnh, nhìn cuộc sống thường ngày ở đây. Chiều đến, mọi người đi tắm biển, tập thể dục, rồi các cặp đôi nắm tay nhau dạo biển. Bên kia có nhóm con trai đá banh, đánh bóng. Cuộc sống là đây sao? Cô đang mông lung suy nghĩ. Sao mình cũng không làm thế nhỉ? Tiếng điện thoại reo, lần này không biết ai gọi. Chắc là mẹ gọi nhắc nhở ăn uống cẩn thận đây mà. Nhưng không, là hắn gọi cho cô. Alo, anh nhớ em. Anh gọi lộn số rồi, đây không phải điện thoại của người yêu anh. Không, người anh gọi là em. Anh nhớ em, anh đang ở dưới chỗ em ở. Em về chưa? Anh lên nhé, anh muốn gặp em. Cô im lặng một lúc, không biết nên nói gì lúc này, không biết nên làm gì với hắn. Phải chăng hắn đang muốn gặp cô thật? Hắn nhớ cô thật ư? Không đời nào, làm sao có chuyện như thế được. Hắn không thấy cô trả lời, liền đánh tiếng. Anh nhớ em là thật. Em không có ở nhà, em có hẹn rồi. Vậy anh đợi em. Anh không cần phải đợi, vì em còn không biết lúc nào về. Vậy đi nhé. Cô cúp máy trước khi để hắn kịp nói lời nào nữa. Lại có tin nhắn tới, là hắn. Anh đợi em về, anh muốn gặp em, vì anh nhớ em. Cô không trả lời, cũng không biết phải làm sao lúc này. Cô đang trốn tránh hắn. Đúng vậy, cô đang tránh mặt hắn. Không lẽ chỉ vì cái đêm ấy mà hắn đã si mê cô? Không lẽ hắn nhớ cô đến thật sao? Cô không tin, cô không tin hắn là người như thế. Chắc hắn chỉ đang muốn làm tình với cô thôi. Có lẽ thế. Vậy còn cô người yêu bé nhỏ của hắn thì sao? Cảm giác cô gái ấy sẽ như thế nào khi biết được người con trai mình yêu tin tưởng lại lừa dối mình, lén lút sau lưng cô? Rồi cô ấy sẽ tổn thương lắm. Rồi cô ấy sẽ tha thứ cho hắn khi biết được sự thật sao? Còn cô, giờ cô phải làm gì? Chắc là hắn đang đứng chốt ở trước nơi cô ở rồi. Làm sao cô về phòng được? Làm sao bây giờ? Mà không lẽ hắn đợi cô thật? Chắc không đâu. Hắn đùa đấy. Bây giờ đang là 6 giờ tối. Cô sẽ đi đâu đó, kiếm quán cà phê ngồi đọc sách, rồi tới 11 giờ đêm cô sẽ về. Lúc ấy hắn chắc cũng đi rồi. Cô không muốn đụng mặt hắn ngay lúc này, đặc biệt là ngày hôm nay và cả sau này nữa.